Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Barista Skill. Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng ta sẽ làm một cái món trà mà mình rất là yêu thích, cái món trà này đó là món trà xoài cam vàng. Thì để làm được món trà xoài cam vàng này thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị các nguyên vật liệu và dụng cụ như sau. Đầu tiên là mứt trái cây. Thì đây là những cái dòng mứt mình được gửi mẫu mới của Jeju. Đây là mứt xoài. Thành phần của mứt xoài trong này nó sẽ có cái sốt, nó có cả phần xác trái cây ở trong. Thì mình nghĩ là mùi của nó sẽ và vị của nó sẽ rất là thơm. Cái này là mứt cam thì cũng như vậy. Mứt cam sẽ có cái thành phần là cái vỏ cam thì mình nghĩ là sẽ thơm. Món này thì mình đã pha bằng các loại siro hoặc mứt khác, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà chúng ta pha bằng cái mứt Jeju này. Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình cốt trà. Cốt trà thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là cốt trà nhài. Các bạn ủ 25g với 1 lít nước. Cái nhiệt độ của trà nó sẽ là từ 75 đến 85 độ C và thời gian ủ chúng ta sẽ là từ 7 đến 8 phút. Sau khi ủ xong thì các bạn lọc bã và các bạn để nguội chúng ta có thể sử dụng được. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần có thêm là đường nước này, đá bi này. Còn các công cụ và dụng cụ thì các bạn sẽ cần những cái gì? Thứ nhất là bình lắc, bình shaker này. Thứ hai là cái xích đong này, kèm các trái cây này. Cốc với thể tích là 350ml này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau pha chế cái món trà cam xoài này các bạn nhé. Bước đầu tiên là các bạn sẽ cho nguyên liệu vào trong bình lắc nhé. Thì để định lượng thì mình sẽ sử dụng là 15g 15ml sốt cam. Thì cái sốt cam này nó rất là đặc này. Sẽ có cả thành phần là vỏ cam ở trong. Đấy, cái vỏ cam rất là lớn này. Mùi khá là thơm đấy. Không biết là lên cái hương vị nó sẽ như thế nào. 20ml sốt xoài. 20ml sốt xoài. Mười ml đường nước. Các bạn thấy đều lên. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cho trà. Trà thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình là 120ml nước cốt trà xanh. Sau khi cho trà xong thì các bạn sẽ tiến hành cho đá. Đá thì thường là các bạn sẽ sử dụng từ 150 đến 180g nhé. Các bạn lắc đều hỗn hợp. Sau đó chúng ta sẽ test thử hương vị trước nhé. Mùi vị khá là cân bằng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho ra ly và tiến hành trang trí. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng ly với thể tích là 350ml. Chúng ta kéo hết cái phần sốt cam và sốt xoài ra. Các bạn cho thêm một chút đá để cho nó đầy cốc hơn. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ trang trí. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cam vàng để mình trang trí vào. Và xoài tươi. Xoài tươi các bạn cắt hạt lịm nhé, chúng ta cho lên trên để trang trí.
Tiếp theo là chúng ta sẽ trang trí thêm với lại một ngọn bạc hà nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành món trà xoài cam vàng. Bây giờ thì mình sẽ test thử để xem cái hương vị của nó có cân bằng hay không nhé. Các bạn nhớ khuấy đều trước khi thưởng thức nhé. Mùi vị thì rất là hòa quyện giữa xoài và cam. Cái mứt cam này nó có một đặc điểm đấy là nó sẽ có một cái phần xác vỏ cam ở trong đó. Cho nên khi các bạn uống các bạn sẽ cảm giác là hơi nhạt nhạt đắng, nhưng đó mới là cái vị đặc trưng của cam. Mình khá là ưng món này, mình cho món này là 8 trên 10 điểm. Rồi vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau pha món trà xoài cam vàng rất là nhanh và các loại nguyên liệu của nó cũng rất là sẵn. Và hy vọng là các bạn sẽ có một cái món đồ uống khá là ngon trong mùa hè này. Các bạn nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube để chúng tôi có động lực làm video tiếp theo. Và các bạn nhớ đừng quên like cái clip này, bởi vì là cái giải thưởng của YouTube là khi mà các bạn like thì clip nó sẽ được nhiều người biết đến hơn. Và chúng tôi hy vọng là nếu như các bạn thích, các bạn hãy like để chúng tôi có động lực để làm các video tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video pha chế lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.